Trong cái mùa dịch năm nay đó, các bạn mình nó thường đến đây để tập thể dục hay là mình chạy bộ. Chung quanh cái khu đất này á, thì mình ước chừng khoảng từ 7 tới 8 km. Các bạn thấy ở trên cái mặt đất á, thì cao sồ người ta trồng cỏ tương đối là hơi bằng phẳng, nên cho nên mình đi bộ rất là dễ dàng. Các bạn nhìn đó thấy đất á, thì quá rộng mà lại ít người đến đây, cho nên á, mình thích tập thể dục ở chỗ này lắm các bạn. Tại vì á, mình đôi khi mình có thể mình gỡ cái khẩu trang ra luôn được nữa các bạn. Cái khu đất này á, thì nằm trong cái khu bảo tồn Salt Pan, nó thuộc về cái sớp Riverwood. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Sydney Daily Channel. Ngày hôm nay mình ra ngoài mình tập thể dục đó các bạn. Là mình đến một cái vùng đất này, nó gần cách nhà mình là khoảng 3 km. Chỗ này thì coi như là rất ít người qua lại. Mình xin mời các bạn cùng đi với mình nha. Các bạn ơi, với mình thời gian đi bộ là 40 phút đủ rồi các bạn ơi. Bây giờ là mình nghỉ mệt nha. Rồi để cùng tâm sự với các bạn nữa chứ. Hôm nay là ngày thứ tư 31 tại tháng 8 rồi đó các bạn. Thì ở New South Wales này nó có là 1.164 người bị nhiễm đó các bạn. Cũng trong đó cũng có 3 người chết. Thì trong đó cũng đáng tiếc là có một người mới có 50 tuổi bị nhiễm rồi chết đó các bạn. Thì trong tương lai á, mình thấy cũng rất là bị stress nhiều lắm đó các bạn. Hôm nay các bạn biết tại sao mình không mang khẩu trang ở khu này các bạn biết không á, là nó đất rất là rộng, nó thuộc về gọi là cái khu bảo tồn Salt Pan, không có người đi qua lại nhiều, cho nên á, là mình có thể gỡ khẩu trang rồi mình nói chuyện với các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi nha.
các bạn ơi, tình trạng lockdown ở Sydney bây giờ cũng còn nữa các bạn, cho nên nó là mình phải đi về đó các bạn, mình chỉ được ra ngoài tập thể dục trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ thôi thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn lại video kế tiếp. Bye bye, see you.